quẹo vào một cây số thôi, chúng ta sẽ đến di tích lăng mộ danh tướng Nguyễn Tri Phương nha quý vị. Go. Ê, hồi lát ra là thịt chỗ đó nha. Một cây số mình sẽ đi viếng thử mộ của ông Nguyễn Tri Phương như thế nào. Rồi, quên đường, không biết đường đi. Ghi một cây số mà không ghi biển báo nên mình không biết đường đi. Cậu phải hỏi. À. 200 mét thôi. Nhưng mà phải đi bộ, đi bộ. Đi luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn nghe. Cảm ơn chủ. Tránh cái đoạn mua được thì tránh, đi bộ mua mộ nằm mua lẫn. Hai cái mộ đen đen. À, hai cái mộ. Ủa mà ông Nguyễn Tri Phương với ai mà hai mộ? Con phòng con trai ông là phò mã, phò mã lắm nữa. À. Rồi đi 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 tiếp. Con là thợ là hai cha con ông Nguyễn Tri Phương. Là ông phò mã lắm. Phò mã lắm. Là đó là phò mã lắm lấy công chúa con vua Thiệu Trị. À, con ông Nguyễn Tri Phương là lấy con ông Nguyễn Tri Phương là lấy công chúa con ông vua Thiệu Trị. Ừ. Vậy là Nguyễn Tri Phương là thông gia. Thông gia của vua. Thông gia của vua. Ok. Đường mà còn chạy được thì mình cứ chạy. Khi mô mà chạy không được thì mình đi bộ. Được không lão gia? Ồ được. Wow. Mẹ chạy được không? Một mẹ chạy được không? Được luôn. Chứ đi bộ hơi xa đó, coi vậy chứ xa lắm, mấy ôn mẹ chạy không nổi mua nè. Chạy được mua thì chạy. Chạy được thì cứ chạy. Chạy được thì cứ chạy. Chạy được thì cứ chạy. Có chi mô mà chạy không được. Tôi không đi bộ đâu, tôi ngồi theo xe ba tôi luôn. Tôi tin là tay lấy lụa. Quả lụa đi. Ông phải chạy cho được chứ. Có cái gì đâu mà chạy không được. Quá lụa, quá lụa luôn. Quá, tôi lưu sổ rồi đó nè. Thôi, tôi lưu cho ông đi qua cái chỗ này đi ông già dịch. Qua đi. Được, đi một mình thì dư sức. Mẹ đi một mình là dư sức. Chạy được không? Không thì tôi chạy cho. Đó. Mụ me chạy không được nên tôi vừa chạy xe nha quý vị. Tôi là ta lấy lụa mà. Cậu không chạy hết. Không, tới ngang đó hơi khó đó, ngang đó. Không phải dễ đâu, cậu không tới ngang đó là mệt. Đáng lẽ đi trong góc này nè. Không. Bên đi nè, éo bên đi nè. Đường mới à, hàng xia mình không biết. Ôi chào. U chào, u chào. U chào. U chào. Ấu hề. Rồ gà ông nội rồi. U chào. Hồi nãy con ở trong góc này nè là dễ. Mà bên đi. Rồi, cú bồ đi lão Tín. Cú bồ đi lão Tín rồi. Phù. Một người đại phù vợ mình sẽ đại. Bắt đầu, đại đó. Chúc vui vẻ. Ở nhà thôi. Khôn, nhích bánh trên, phải nhích bánh trên. Vừa đẩy, vừa rũ. Khôn, phải có nhúc. Đó, nhích cái bánh trên nó mới dễ. Phải nhích bánh trên mới dễ cơ. Dạ. Ui chào ơi, ui chào ơi. Ê, ui tao, ui tao. Chia rửa. Này quay nè, cái bánh sáng rũ. Dục cái gương rồi. Hả, lên đây chứ đi. Rồi, vô mẹ. Lăng mộ danh tướng Nguyễn Tri Phương. Lăng mộ phò mã đô úy Nguyễn Lâm. Hay quá. Quá tuyệt vời. Nếu như mà không có cậu biết dẫn đường đi thì chắc chắn là, đây ba quay cái bảng này trước nè, chắc chắn là không phải ai cũng có thể biết được chỗ này. Đây. Nơi đây di tích lịch sử lăng mộ danh tướng Nguyễn Tri Phương. Lưu ý không trồng trọt chăn thả gia súc vào trong khuôn viên di tích. Mộ danh tướng. Bên đây là danh tướng Nguyễn Tri Phương, bên kia là lăng mộ của phò mã đô úy Nguyễn Lâm. Mình ba zoom vô cái bảng hiệu rồi mình vào cúng cái đã rồi ra chụp hình sau. Cái này là ngày
xưa ông nói là thà nhìn đói chịu đau mà chết. Đó, là giật băng ra, giật băng ra. Không ạ, thuốc phun chảo ra, không ăn. Băng cho ông phun, ông mở băng ra, đó, chịu chết. Tại bệnh viện Đà Nẵng. Lý do? Lý do là khi nào là bị thất thủ răng Đà Nẵng là ông bị thương tay trắng. Thì là pháp giống như đem vô bệnh viện. Dạ. Yeah. Nhưng mà ông là tha nhìn đổi chiều đó mà chết thằng tưởng mà bỏ mất thanh rồi thất thanh. Nhưng mà mất thanh là vì hồi nãy vũ khí của mình với vũ khí của pháp mà khác nhau quá. Trận Hà Nội năm 1873 cậu. Dạ, thất thủ. Sau cái vụ thất thủ thành Hà Nội rồi là mất năm 1873. Ông làm tổng thống tham vụ thị trường nên là... Dạ. Nam Kỳ, Đà Nẵng, Thuận An làm ba nơi, nhưng mà sau thả cái vụ ở thành Hà Nội thì ông mất. Đúng rồi, Nguyễn Lâm con của ông Nguyễn Tri Phương á, là coi như là trúng đạn tử trận tại chỗ. Còn ông Nguyễn Tri Phương á, là bị Pháp bắt, nhưng mà ông tự tuyệt không có hợp tác với Pháp và tuyệt thực cho đến chết. Đó là ông Nguyễn Tri Phương. Nhịn đói chịu đau mà chết thì câu này là mình học năm năm, câu này thuộc lòng. Nhịn đói chịu đau cho tới chết. Đây là mộ phần này là của con cho con cháu dòng tộc của ông thờ phụng chứ không phải là của nhà nước. Của con cháu ông á. Nên nó cũng đơn sơ. Nó cũng rất là đơn sơ hoang vắng. Đi lại đường cũ đi. Quá tuyệt vời, rất là có duyên khi đến được đây. Tò mò mình về mình sẽ đọc thêm về lịch sử của ông Nguyễn Tri Phương nha quý vị. Mọi người muốn thì mọi người cứ đọc thêm. Lại bí đường. Còn những xem đá đầu nữa ta. Ha ha, lại bí đường ư? Mạnh lắm. Rồi. Đó. Khôn qua được. Bây giờ chúng ta sẽ trục lui. Thôi trục lui để tôi lái cho. Mệt quá. Rồi Mụ Thủy đi với ông Dôn đi. Con chạy cho. Đường xin lầy. Và đây, thưa quý vị, em sợ gì? Em vừa quay em chạy luôn. Em là tay lụa trên đường làng mà. Một lát tới chỗ sình thì em buông máy. Sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Ôi có những người lung sình, lung sình, lung sình rồi lung sình. Mình sẽ đi bên cái hướng đi bộ của Mụ Me, sẽ không bị lúng sình. Rồi, chắc mọi người đi trước, em sẽ theo. Thấy chưa? Mọi người có thấy đường sình không? Mọi người có thấy đường sình không? Em vẫn vừa đi vừa chạy một tay, trong khi nhà em là lúng sình, lúng sình. Em vẫn vừa quay vừa chạy chỗ này, em lúng sình. Em ra trước rồi, nhà em vẫn còn lúng sình. Không được đâu. Lúng sình là lính. Rồi. Lúng sình. Thấy chưa? Thấy các tường ta lấy lụa là thấy lào chưa bạn? Hai vợ chồng bồng đứa con bỏ vô lon. Dạ, khi đi về đi, em là người dẫn đầu nha quý vị. Xe em chạy bon bon trên đường. Đó, sao chạy lại em? Chẳng qua lúc đi là em nhường thôi. Em quay phim thôi. Xe con con trên đường là yeah, yeah. Xe con con trên đường là yeah, yeah. Và mình thấy hình như là cụ bà đã chở cụ ông rồi. Sáng nay đi ăn sáng tới tiệm bún bò, ông già tôi lại quên răng rồi đi về lấy răng rồi. Thường, thấy thường ghê. Cái số ngày cái màn đi ăn mà quên răng hoài luôn. Thôi vậy mình vô trước, mình kêu sẵn cho ổng bún bò cầu lòn. Hôm nay ăn bún bò xong mình sẽ đi về làng của bên nội. Hôm bữa qua là đi làng bên ngoại rồi. Từ đường Nguyễn Lương. Đó, cái này là bên nội nha quý vị. U, cây bông hồng màu trắng đẹp chưa? À, bông hồng trắng đẹp hè, thơm ta. Cũng thơm nữa. Ồ, trắng đẹp quá hè. Đây, là từ đường Nguyễn Lương, là bên ba Cát Tường. Nguyễn Lương Tín,
Sau này ổng bỏ chữ Lương, ổng chỉ lấy tên là Nguyễn Tín. Dạ. Đây. Đây là dòng họ Nguyễn bên nội. Cái tắc á hả? Trời, cái bông hồng nó thơm lắm ba, cái bông trắng này cũng thơm nè. Thơm lắm. Thấy chưa? Cũng thơm, vậy mà không bằng cái cây bông ở ngoài à ngoài. Đây nè, cây này là bông đặc biệt là chỉ có thế mới có. Là bông chi? Mà cái chân này chắc phải trên mười mấy 20 năm rồi. Bông chi đi. Bông mộc. Bông mộc Huế mới có. Huế mới có. Thơm dữ hè. Xưa nhà mình có mà bị mà thơm hè. Cái bông nó thơm không? Ba thử coi cái bông này có thơm không? Vậy mà không bằng mấy cái cây bữa hôm con đi ở ngoài ngoài Bắc, ngoài chùa, chùa Ba Vàng á. Sao là cái bông cũng thơm. Nhưng mà cái màu này đẹp quá. Màu quá xuất sắc. Thơm không? Nè, cái bông trên kìa, bông trên kìa. Thơm đi chơi. Sao lặng thơm, thơm dữ đó trời. Thơm khủng khiếp luôn. Cha. Nè, cái này là đấy hả? Từ là phải vợ chồng Nguyễn Lương. Nguyễn Lương Tính là ba hả? Nguyễn Lương Tính. Lâu rồi, chỉ là thấm nắm rồi. Dạ, quá lâu rồi. À, vậy là ba là cái nhánh của ông Mô. Ba là ở đó thì một trong ba ông bên này. Ba là ông Mô anh đầu á. Ông đầu lên giữa. Là ba là ông đầu. Cho nên là ba là nhánh một. Nhánh một. À ba là nhánh một. Ba nhánh một thì coi như chú với ba là chung một nhánh. À, nhánh một. Còn ông là nhánh mấy? Nhánh gì? Ông là nhánh hai. Thì hai con ngoài mẹ thưa. Ngoài mẹ xưa là chuyện ba. Mẹ thưa. Ba mình nhánh một là Nguyễn Lung Tính. Rồi mình nhánh hai. Ba hiểu. Từ thời năm 2007 tới giờ là làm cái nhà thờ này từ 2007 là cúng từ cái 2007 á. Mà giờ là coi như mười mấy năm rồi, gần 17 năm rồi. Cho nên là cái cặp bản này rồi tới cái nhánh này có mình ba có con là cục luôn rồi. Bây giờ phải cập nhật thêm vô nữa. Có ông Tâm nữa. Bây giờ cục rồi. Cái này từ 2007 lẫn mà. Trời ơi sao cái nhánh mình có cục quá vậy? Mấy cái nhánh này người ta bự. Nhánh ba, nhánh một mà có một mình ba mình là hết rồi. Nhánh hai là người ta có một dòng, hai dòng con, ba dòng con, bốn dòng con, năm dòng con. Nhánh ba người ta tới sáu dòng con. Mà nhánh một có một nhánh con. Là trời ơi. Sao kỳ vậy ông Tín? Sao cái nhánh ông gì mà ông tụt hậu nữa ông? Em cổ. Hả? Ông cổ đại ra một mình ông nội là con trai, ông nội của ba là con trai, trong khi nữa có mấy mù nữa, nhưng mà mấy mù là mù gái, mù thương. Nó có một con trai luôn mà đẻ ra ba mà một nữa thôi. Một. Ba cục. Đã. Còn tại ngang đây thì thiệt ra là có tên chủ tâm con quay gấp là từ quay cái dao kêu. Ủa nếu rứa là thằng Ủa nếu mà rứa thì thằng Tèo là phải sau ba là phải tới thằng Tèo chứ. Thằng là một. Thằng cũng một đúng rồi. Cục rồi. Khác ghê vậy coi nè. Anh Đàm Vĩnh Hưng ở đâu mà anh về đây anh mở tiệm cắt tóc nam mà ngay trước cửa nhà thờ họ gia đình tôi luôn trời. Ông về ông mở, anh mở mà anh không có nói với ba tiếng nào hả ba? Kỳ nó tự nhiên về đây mở. Cây cao mà lùng quá vậy, sao tao nói cây cao cao ơi là cao mà cây cao nhà mình lùng thế. Đó. Đố mọi người ai biết cái bông này là bông gì, đố vui có thưởng luôn. Đó, bông gì đố vui có thưởng. Ôi bông đẹp quá. Quá đẹp. Rất ư chi là đẹp. Chao ơi là bông hồng nhiều. Bông hồng nhiều mà đẹp mà thơm không ha. Trời ơi ba, ra đây coi mấy cái bông mà thằng nó thơm dữ vậy trời. Giống nào cũng thơm hết, hay là ba xin vô đi. Ôi ba xin đi. U chao ơi, cái bông nào nó cũng thơm hết trơn á. Thơm lắm, cây nào cũng thơm. Thơm lắm, giờ lâu lắm chứ. Ha. Ở trong này chưa ba mua là ta đi ngửi là rửa đó đó. Phải thơm. Ba mọi người biết tại sao hai cha con mà cứ hửi sao là cái cây tắc. Ủa rồi cái nhà ni với nhà kia là sao nó chung một sân là chung hay riêng đi?
Trời ơi, mà cây này bự hơn. Cái trái chi mà bự dữ rứa trời. Mà chắc xịt thuốc nè, Tết mà giờ trừ mà chưa có cái xịt. Con túi xanh nè, nhà đẹp quá. Ủa nhà này là con của ông à? Con ông Hiền. Con ông Hiền. Kêu ông là mừng chủ. À, coi chưa là vòng vòng thôi cái bưởi. Đẹp quá. Anh mấy cái bông hồng cây môn thơm hết trơn nè. À. Bắt đầu sắp đồ lên để cúng. U là trời. Ở đây cúng mặn chứ không có cúng chài như nhà mình. Nhà thờ họ cúng mặn giống cái gì? Ông trưởng dánh bắt đầu được thắp giang. Đây là hậu trường cảnh trước khi lên nhà từ đường cúng kiến. Khi mà nằm dài rất ổn. Gì vậy? Rồi. À ghi cái lời lắc cúng à hả? Hôm nay là trời hôm ơi. Nay. Rồi sai. Ngày 16 tháng Giêng. Năm Quỷ Mão. Trời ơi. Ôn trưởng. Ông là cúng trước rồi tới phụ nữ mới cúng sau, theo thứ tự trên dưới nha quý vị, có trật tự đàng hoàng, không phải ai muốn cúng là cúng đâu. À, mẹ tường nè, đó. OB bắn búng nè, đó là bà con hết nha quý vị nha. Chứ nhiều khi tường giới thiệu o của tường bắn búng mọi người tưởng tường nói giỡn đó, o bắn búng này đẹp chưa. Trời, nhiều rứa hay cho anh? Nhiều chứ. Nhi là không nhiều hả? À? Chưa si nhê gì hết hả? À? Chưa. Ít hơn mỗi năm như mỗi năm. Ờ, ngoài miền Trung mà mỗi lần mà mình thấy mà 16, mùng 2, 16 mà ngày cúng cụ hồn á hả? Đốt giấy tiền vàng bạc nền nè, mà đốt cả bàn mà nhà nào cũng đốt hết trơn đó quý vị. Xưa thời chiến tranh là ở Huế chết nhiều lắm. Cho nên ngày xưa thời người ta nói là coi như là nói chung là chết rất nhiều. Thôi chuyện tế nhị không nên kể, tại vì có những người phải chứng kiến hoặc là phải tin thì nói mới tin, còn những người không tin thì nói không tin, hay là nói chuyện ma quỷ hay là mê tín dị đoan mình cũng không có thích. Nhưng mà cái này là chuyện thật sự, là ai ở cái miền Trung và những cái giai đoạn đó mới biết là người chết nằm dọc dọc rất là nhiều thời chiến tranh. Ba mẹ tôi kể thôi, tôi không kể đâu. Áo giày dép rồi mình là gia đình mình là đốt bớt rồi đó. Mình là chỉ đốt tượng trưng thôi, đốt tiền bạc thôi. Dạ, ở đâu cũng có đốt hết trơn á ông, mà chỗ tùy người đốt ít, người đốt nhiều thôi. Chứ miền nào cũng đốt mà. Tiệc rồi, đến giờ nhập tiệc rồi, mấy o. Ở đây mấy nè, nhập tiệc thôi. 14 tuổi mà còn ăn thịt được. Mà nói chuyện cũng run rẩy chỉ trơn. 94 tuổi ghê thật. Quá trời. Nổi không muộn? Nổi khô. Khô. Mới 72. À bên đây tới 94. Là nghe mấy mẹ nói chuyện mà sao mấy ông mẹ mà còn sống chín mấy, 102, cái 92 đồ này kia không nghe. Sợ quá. Mình mới có 46 mà đi một hồi ngồi một hồi là đau lưng rụng nụ hết trơn rồi. Mà mẹ chín mấy tuổi ngồi thẳng băng cạp thịt cạp xương. Rồi kể chuyện ôn nay ôn tê là toàn chín mấy tuổi có 102 tuổi nữa trời. Thọ quá, quá thọ, dòng họ mình thọ quá. Trời mình ké đi nha, mình 90 thôi.
Sau khi ăn uống xong rồi, con cháu tề tụ lại đóng tiền quỹ, đóng tiền quỹ cho Từ Đường, năm sau mới có cơ hội ăn uống tiếp. Cúng kiến nhang đèn trong năm, con cái thờ phụng. Sao bác Tín ngồi lo uống bia không? Không thấy bác Tín ra đóng tiền vậy bác Tín? Răng mà bác Tín không ra đóng tiền. Ai cũng đóng tiền mà bác Tín lo ngồi uống vậy? Đâu rồi ông trưởng họ? Ông trưởng họ. Gia đình anh, gia đình luôn nghe, gia đình luôn nghe. Móc khô quá, thôi khỏi móc. Lấy ra luôn luôn. Sơ. Con gái phát điên solo. Ôi già. Tại vì quay đó, không quay chắc móc một tờ thôi. Dạ. Vỗ tay cho bác Tính trưởng dánh một. nhờ quay đó. Bê bắn bún mắm nêm cũng phải cúng chứ. Em anh Tín đây là ba anh em chú bác ruột cũng luôn. Các ôn đang cộng tiền coi quỷ của Từ Đường Nguyễn Lương được nhiêu. Tôi cho chị triệu mấy 100 đang ghi lại cho về đang quay lại người già mộ nè, hoa quả nấu cúng ngày hôm nay nè, 100 triệu mấy nè, trời ơi, quỷ gần 30 triệu, bây giờ còn lại được gần 20 triệu. Tôn quỷ của năm nay á là 19.330.000 đồng, như vậy là được đây là chín tổng hết ạ. Vỗ tay. Quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.